Thầy chào tất cả các con. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong môn âm nhạc lớp 3. Ở tiết học trước, các con đã được học bài hát Gà Gáy, dân ca cổng của Lai Châu, lời mới Huy Trân. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ ôn tập lại bài hát này. Mục đích của tiết ôn tập nhằm giúp cho các con hát tốt hơn, hát hay hơn và hát kết hợp với các hình thức gõ đệm để bài hát thêm sinh động và vui tươi hơn các con nhé. Trước khi bước vào ôn tập, thầy mời các con cùng luyện giọng. Chúng ta sẽ dùng âm la để đọc theo giai điệu nhé. Các con nghe giai điệu và thực hiện theo thầy nào. La 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 la. Bây giờ chúng ta cùng bước vào ôn tập bài hát. Đầu tiên, thầy trò chúng ta sẽ hát lại bài hát này một lần nhé các con. Gà Gáy, dân ca cổng, lời mới Huy Trân. Gà Gáy lê tê lê sang rồi ai ơi, gà Gáy tê lê sang rồi ai ơi, nắng sang lên rồi dậy lên nương đã sang rồi ai ơi, rừng và đường xanh đã sang rồi ai ơi, con gà Gáy lê sang rồi ai ơi, gà Gáy tê lê sang rồi ai ơi. Nắng sáng lên rồi dậy lên nương đã sang rồi ai ơi, rừng và đường xanh đã sang rồi ai ơi. Con gà Gáy lê sang rồi ai ơi, gà Gáy tê lê sang rồi ai ơi, nắng sáng lên rồi dậy lên nương đã sang rồi ai ơi, rừng và đường xanh đã sang rồi ai ơi. Con gà Gáy lê sang rồi ai ơi, gà Gáy tê lê sang rồi ai ơi. Nắng sáng lên rồi dậy lên nương đã sang rồi ai ơi, rừng và đường xanh đã sang rồi ai ơi. Nắng sáng lên rồi dậy lên nương đã sang rồi ai ơi, rừng và đường xanh đã sang rồi ai ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng hát kết hợp với gõ đệm. Hình thức gõ đệm đầu tiên là hình thức gõ đệm theo nhịp. Các con quan sát trên màn hình và nghe nhạc để chúng ta thực hiện thật là tốt nào. Gà Gáy, dân ca cổng, lời mới Huy Trân. Thank you.
Hình thức gõ đệm tiếp theo là gõ đệm theo phách. Các con quan sát trên màn hình và nghe nhạc để chúng ta thực hiện cho thật tốt. Gà gáy, dân ca cống, lời mới Huy Trân. Hình thức gõ đệm tiếp theo nữa là gõ đệm theo tiết tấu. Các con quan sát trên màn hình và nghe nhạc để chúng ta cùng thực hiện. Gà gáy, dân ca cống, lời mới Huy Trân. Hình thức gõ đệm cuối cùng đó là gõ đệm bằng bộ gõ cơ thể. Các con cũng quan sát trên màn hình và nghe nhạc để chúng ta cùng thực hiện thật tốt nha. Như vậy, các con vừa thực hiện xong một số hình thức hát kết hợp gõ đệm để ôn tập bài hát Gà Gáy. Ở nhà, các con có thể tìm hiểu thêm vài động tác đơn giản để phụ họa cho bài hát được vui tươi hơn nha các con. Tiết học âm nhạc đến đây là kết thúc rồi. Thầy chúc cho các con luôn luôn khỏe mạnh và an toàn trong mùa dịch, luôn học tập chăm chỉ để đạt được nhiều thành tích trong năm học mới. Thầy chào tạm biệt các con.